Bình thường thì khoảng tầm 15 phút là ảnh sẽ năn nỉ em. Lúc em nằm chắc phải nửa tiếng, không thấy ảnh đá động gì em. Em bực quá, em mới đứng lên, em đi vô toilet và em cố tình em kéo cửa toilet ra để cho ảnh biết là em đang rất bực mình. Em cũng ngồi trong đó khoảng 15 phút nữa, cũng không thấy em nói năng gì luôn. Bực mình quá em mới đi ra. Thì em nghe khò khò. Trời ơi, chị biết không, đó là máu nóng em lên rồi. Cô vợ nhìn xinh xắn quá à. Có khi đang khẩn. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp, em đang công tác tại công ty Nệm Liên Á. Còn em? Em đang công tác tại phòng kinh doanh, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng ANZ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Tụi em quen nhau lần đầu tiên á là khi tụi em học chung trường cấp 2. Em á thì từ lớp 6 đến lớp 8 á là em học lớp chuyên. Xong rồi đến lớp 9 á thì lớp chuyên của em mới tách ra, thì các bạn mới rải vào các lớp khác. Cái cô bạn thân của em á là lớp phó học tập của lớp anh Hiệp. Em rất là ghét cái cô đó. Tại vì mình là thuộc trong danh sách là nhóm là quậy nhất lớp. Cô đó lúc nào cũng ghi tên mình hết, mà cô đó là bạn thân của cô này, đâm ra cũng ghét cô này luôn. Tầm lây say hòn đó. Thực ra hồi xưa thì em cũng không ưa gì ảnh á, em biết là ảnh thuộc lại rất là quậy phá. Em để ý ảnh nhưng mà để ý là ghét, tại vì hồi xưa ảnh cũng mignon, đẹp trai. Nhưng mà thường em nghĩ mấy người đẹp trai hay chẳng lắm. Mà có biết là cái cô này ghét không? Em cũng không chú ý nữa. Thì tụi em biết được với nhau á là thông qua một cái buổi trường họ mời những các cụ học sinh về, thì em mới gặp lại cô này. Hôm đó á mình cũng vô tình thôi, mình ngồi cũng gần cái cổ thì mới biết cổ là tình trạng. Trong cái bữa đó thì em gặp ảnh cũng không ấn tượng gì lắm, tại vì em chỉ nhớ mang máng là hình như hồi xưa mình có để ý cái anh này. Là 3 năm hả? Sáu năm. Em lúc đó là em học đại học năm cuối luôn rồi. Gặp lại thì em thấy ảnh có vẻ vui tính, có vẻ phong trần chứ không phải như hồi xưa. Thì lúc mà gặp cái cô này, mấy bạn mới nói là hồi xưa là bạn lớp học tập. Thì lúc đó mình mới chú ý thấy cô này nói chuyện với nhỏ nhẹ, tức mình cũng mến ấy. Với một người bạn nữa thích cái cô lớp phó của cô này, chính vì vậy mà hai anh em nói tao với mày thành một cặp đi, là mỗi người cô quen đi, thì mấy bài mua lên kế hoạch của cô này. Sau khoảng 2 tháng mà tụi em đi chơi chung thì tụi em mới rủ được đủ 4 người tụi em đi chơi riêng. Bữa đó là ảnh rủ cô em đi Đầm Sen chơi, em với ảnh đi chung trên một cái thuyền Nga á. Dịch á. Đúng rồi. Em thì lúc đó là em cũng có để thích ảnh rồi. Bữa đó em muốn là ảnh nắm tay mình trên cái thuyền Thiên Nga, thì ở giữa nó có một cái cần lái. Thì em mới nói với ảnh là thôi anh để cho em cầm lái cho. Thì em cố ý là em cầm lái và em quay mặt đi chỗ khác, giống như làm lơ để ảnh có cơ hội anh nắm tay. Đợi hoài, quay lại chẳng thấy anh nắm tay mình. Mà cứ mỗi lần em quay lại cái em lại thấy anh gãy đầu. Em nói anh này kỳ cục quá, mình đã tạo cơ hội cho như vậy rồi mà không biết nắm bắt gì hết trơn á. Là nó thầm trong bụng luôn. Dạ đúng rồi, bực mình lắm. Mình vậy như cá biệt em á, là không phải là tự nhiên mà mình đi chọn con Thiên Nga đâu. Tại vì lúc đó con Thiên Nga nó có hai cái cánh rất là to, thì mình làm trong đó không ai biết hết. Nếu như là cổ mình tỏ mình mà cua được cổ á thì mình xuống mình thoải mái mình cười hết. Còn nếu mà không có cua được cổ á thì lúc đó là không ai biết mình chuyện gì trong đó hết. Thì đó, nếu mình cũng chuẩn bị tâm lý cũng dữ dằn lắm. Nắm tay cái cổ mà không giật ra là như là đồng ý mình rồi đó. Cái mình lên trên đó đạp dữ dằn lắm, cố gắng cho ra giữa hồ, xong cái mình nhón vào cổ. Mà cổ cứ để tay nắm, rồi cứ cổ cứ ngó lơ. Mà thường theo quan niệm em là mấy cô gái thường mắc cỡ là phải ngó xuống gì này, mình phải e thẹn như vậy. Còn cổ cứ ngó như vậy, mình không biết là cổ có đồng ý hay là cổ không thích mình. Cổ sao kỳ với ta, mình suy nghĩ. Lúc mà mình chuẩn bị xong, mình dựng tay ở đây, cái cổ quay qua được thì cái tay mình phải rụt lên liệt. Đó là tức dây sợ liệt không, được 3-4 lần. Mỏi quá chịu không nổi, nó kêu là Trang ơi Trang mình vô trong đi. Nó suy nghĩ thôi mình làm thử án hai xem, thì chỉ có ngôi nhà ma. Vô ngôi nhà ma làm gì? Thì em biết là ví dụ mấy cô nữ thường hay sợ. Thì cô này sợ thiệt, vừa mới làm cái người phía sau người ta hù một cái, cô này mới sợ quá, cô nắm ngáo xẹt xuống một cái, thì cô nắm báo cho tay mình nói ai già này là đúng thời điểm mình chụp tay liền, đứng yên muốn nói gì hết. Thì ra ngoài một cái là mình cái tay mình ôm cổ, cổ không đá động gì hết, mình thấy cái má của cổ cái là mình hôn một cái má vô má cổ liền, cũng đứng đơ luôn á. Là cứ nói là vậy là đồng ý rồi. Em la không, em đâu có biết gì đâu. Sau đó thì tụi em cũng không có tiến triển gì tốt hơn hết. Nhưng mà 2 tháng sau á, tụi em chat với nhau á, thì ảnh mới hiện một cái câu lên là Trang có muốn xem hình hoa khôi của Hiệp không? Tự nhiên lúc đó em buồn dễ sợ luôn, thất vọng nữa. Mình cũng ráng mình giả bộ, nói vậy Hiệp cho Trang coi hình hoa khôi của Hiệp đi. Thì ảnh gửi cho em một cái file, thì em mở lên thì lại thấy cái hình của em. Trời ơi, lúc đó em hạnh phúc vô cùng. Hai tháng này chúng ta cởi cái, cô không thấy động gì
tới 5 năm sau thì tụi em đám cưới luôn á. Có nghĩa là sau đó là 5 năm cộng với lại 6 năm biết nhau đúng không? Dạ. Là 11 năm. Mà khi mà ấm cưới nhau trời ơi nhiều chuyện là em vui lắm kìa. Sao sao chuyện vui nào? Hồi trước đó mình cô bà xã, mình biết bà xã bà nhát, mà không ngờ á bà xã em nhát còn hơn em tưởng tượng nữa. Ở trong nhà em nha, đi đâu á là cũng phải có em đi theo. Ví dụ mất nước là phải xài mình đi xuống dưới khác lấy nước. Cái mình nói em xuống dưới mở đèn lấy nước đi. Nó không, em sợ. Nhưng mình hỏi em sợ gì? Sợ ma. Nhưng chính vì vậy mà em thấy cổ sợ, mình phải lo cổ hết sợ. Mỗi lần cổ đi làm về là em đều nhát ma cổ hết. Thấy không? Có lần nào mà anh nhát ma mà em xỉu luôn không? Tính em nhát cho nên lúc nào em cũng đề phòng hết trơn á. Có một lần á, em đi làm về thì em đề phòng. Bắt đầu em đi vô em kiếm chỗ mà quen thuộc mà anh hay nhát ma em đó. Kiếm hết rồi, không thấy chỗ nào hết. Thì em phát hiện ra có một chỗ thôi là trong cái tủ quần áo. Đó. Thì em biết chắc chắn là anh chui vô chổng chứ không đâu. Thế là em ghé qua em ngồi nhượng mở tivi em coi. Em không, em ngồi như vậy 15 phút một hồi tự nhiên em thấy tủ quần áo mở ra. Chồng em thì đầu tóc bù xù, hơi dễ dãi, thở phì phò. Chồng đó nóng lắm anh. Theo em nghĩ á, mỗi đi nghe qua chỗ đó là mình nghĩ là mình hầu một cái là cổ sợ liền. Lúc đó là rất là sợ mà ai mà cũng không đi, nó thở mà không dám thở mạnh. Tướng em bự rồi ngồi nó cứ ngồi co sợ giật bẻ, hay sợ gì cũng động cho nó luôn. Sao em phải tung ra mà ai mà thấy cổ cười hí hả hí hả. Hồng Vân với anh Phượng biết á, em lấy vợ xong mà tất cả những thói quen em thay đổi hết. Hồi xưa em thích nghe nhạc rap nè, thích nghe nhạc rock nè, nhạc đen nè, chỉ có gì mạnh là mình chơi. Mà từ khi có vợ xong là em yếu luôn. Luôn là có em nghe như là thì mị luôn, những nhạc hồng nghe những cái nhạc mà êm vậy. Để cái mốt cổ cứ lầu nhau thì em cứ gật như mình quen rồi, mình không có thể bất ngờ với cô này nữa. Em có cầu nhau nhưng mà cũng phải có việc mới cầu nhau. Tính ảnh á thì sau đám cưới em mới biết á là ảnh hay thích đi nhậu. Em á thì cho một cái giới hạn là trước 11 giờ anh mới về. Nhưng mà ảnh á thì chuyên gia toàn là 12 giờ 1 giờ mới về không. Cứ mỗi lần ảnh về trễ á là em ôm mình gối xuống đất em ngủ. Có một lần cùng như 1 giờ ảnh về. Em rất là bực mình, dọn đồ xuống dưới đất nằm ngủ. Bình thường á thì khoảng tầm 15 phút là ảnh sẽ năn nỉ em. Lúc đó em nằm chắc phải nửa tiếng, không thấy ảnh đá động gì em. Em bực quá, em mới đứng lên. Em đi vô toilet và em cố tình em kéo cửa toilet ra để cho ảnh biết là em đang rất bực mình. Em cũng ngồi trong đó khoảng 15 phút nữa. Cũng không thấy ảnh nói năng gì luôn. Bực mình quá em mới đi ra. Thì em nghe khò. Trời ơi, chị biết không? Đó là máu nóng em lên rồi. Cái hôm đó đi nhậu về cũng thấy mình hơi mình có lỗi, định là để cô mua chút xíu rồi lúc đó em mới năn nỉ. Thì ai ngờ mình xong hồi ngủ nào không hay luôn. Hồi em dậy em mở mắt dậy á thì em thấy em nằm dưới đất, mà giờ em nằm trên đây. Em giận quá em phi lên giường chảnh một phát bay xuống đất không biết luôn. Cứ tưởng là mình nằm mơ hay gì á lăn đất. Thực ra cái việc đi nhậu của ảnh á là nó cũng gây hệ lụy nhiều lắm. Phải không? Dạ. Mỗi nhậu một tuần nhậu nhiều lắm á. Không phải anh biết cái tập của ảnh. Ở nhà ví dụ một ngày á ảnh tắm chắc 4-5 lần. Thôi đó rồi. Ảnh đi ra đường, ảnh về nhà ảnh tắm, ảnh xuống nhà ảnh làm bất kỳ việc gì ảnh cũng lên ảnh tắm. Đó, ảnh cứ tắm mà chị coi, ảnh tắm rồi ảnh đi nhậu. Cứ mỗi lần ảnh tắm là ảnh thay đồ. Thay đồ rồi quăng lên giường, một đống đồ đó cứ vậy á. Từ cái tật tắm rồi cái tật nhậu, mà nhậu về thì cũng phải thay đồ. Đó, rồi cứ cũng lại phải tắm, dạ. Tắm xong rồi lại cứ thay đồ. Cứ như vậy á, cho nên làm sao mà em không cần nhận được. Nói chung nói tóm lại là cái tiền nước nhà em là nhiều hơn tiền điện. Lý do sao mà em ghiền tắm dữ vậy ta? Tại vì thật tắm cho thứ nhất là cho nó mát, với lại với hai người mình sạch sẽ. Sẽ hơn thôi là phục vụ vợ chứ phải là làm gì chứ. Thật ra anh ý của anh là ý tốt, anh muốn tắm nhiều để mà phục vụ em. Nhưng mà anh mắc cười lắm anh, anh tắm nhiều cái từ đó anh suy ra là em không tắm. Ờ, không được à, nghĩa là cái này là bạn sai rồi. Sáng thức dậy em đi làm em tắm lần, tối về nhà em tắm lần. Nhưng mà ảnh suốt ngày ảnh cứ nói tại sao em tắm ít như vậy là không có sạch sẽ. Em nói em không sạch sẽ. Tắm nhiều nè, ngủ nhiều nè, bừa bộn nè, rồi còn cái gì nữa. Anh thử biết không, vợ em á, tính á là rất là hay còn nhau. Chính vì em á như vậy á, mà câu nhau, càng câu nhau em càng giỡn. Tính em thì em đang giận thì đừng có giỡn. Mà ảnh cứ thấy em giận là ảnh giỡn cho nên cãi nhau hoài luôn. Cứ ảnh giỡn là em nói là anh không tôn trọng em, tại sao em đang giận mà anh lại giỡn. Mình đi làm về mệt về mình thấy giật cưới một cái là anh nói thiệt bao nhiêu là em giục hết luôn á, bỏ hết. Ai ngồi về rất là thương em vậy. Vậy em có mong muốn chồng mình thay đổi gì không? Bây giờ em chỉ muốn là chồng mình bớt tấm này chút. Cái thứ hai là ảnh đi nhậu thì phải về sớm, tại vì em chỉ sợ là đường tối khuya thì mình lo lắng thôi. Vậy em chỉ có hai cái mong muốn đó là lớn nhất thôi. Thế còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em biết giỡn nè, biết cười đùa với mọi người, đừng có nghiêm trọng quá vấn đề. Rồi thứ hai nữa là
bớt cầu nhau lại. Cho em đính chính cái này, em thấy cái gì ảnh cũng lố giống như là tắm á, thì nhiều hơn ta. Ảnh giỡn cũng nhiều hơn ta, cho nên ảnh nói em không biết giỡn. Thực ra là em cũng có giỡn đó chứ. À, có nghĩa là chị hiểu rồi, cái đô của em là bình thường, còn cái đô của ảnh là bất thường. Nếu vậy thì bây giờ phải giật ngược ông xuống bình thường. Đó. Mà bây giờ muốn bình thường thì đơn giản thôi. Bây giờ anh muốn tôi giỡn thì anh bớt tắm. Bớt tắm thì mình sẽ bớt tiền nước mỗi tháng, đúng không? Chính vì vậy mà em mới đăng ký cái chương trình này, để cho hai vợ chồng mình ngồi lại để nói chuyện với nhau. Bây giờ nếu mà đã không nhích, bây giờ phải thể hiện đi chứ. Đó. Không, nhưng mà vậy nè, sau khi mà tụi em coi lại cái buổi ngày hôm nay thì chắc chắn là em sẽ thay đổi. Em biết lý do sao? Giờ em sẽ thấy rằng đó, bữa nay cổ rất là đẹp. Cổ đẹp hơn mọi ngày là vì cổ cười thường xuyên. Và lâu lâu cổ liếc chồng mà ánh mắt rất là gọi là tình tứ và yêu thương. Còn ngày hôm nay thì chị thấy là chồng em không có lố một tí nào về vấn đề gọi là vui lố hơn. Hai vợ chồng rất là xứng đôi. Trách hờn nhau vậy thôi nhưng mà yêu nhau thấy mộ. Cái mắt là ngực chữ Y không. Xin cảm ơn hai em đã đến đây. Tức là cấm cho quen với bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Và cấm cho đi chơi. Dạ đúng rồi. Rồi lén đi ra ngoài. Lén đi. Rồi về có bị gì không? Dạ ăn đòn. Lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25. 25 tuổi rồi mà còn ăn đòn rồi. Đi nhậu có bao giờ phải dẫn vợ theo không? Trời ơi, dính liền với em luôn. Đi đâu cũng rủ theo. Đi đâu cũng như Sam vậy đó hả? Dạ. Còn ngoài ra thì em đi bất cứ đâu anh cũng phải đòi đi theo. Đòi đi. Dạ, đi ra đầu hẻm cũng phải đòi đi theo. Hai bạn hãy tự giới thiệu về mình. Em tên là Huỳnh Anh Tuấn, em 30 tuổi, em là cán bộ viên chức. Em tên là Từ Kim Trân, em 29 tuổi. Trân và Tuấn gặp nhau trong trường hợp nào? Lúc đó thì em mới chia tay bạn trai cũ, hẹn một cô bạn thân đi hát karaoke. Vô tình bạn đó mới gọi cho anh này ra. Dạ. Thì nói là tao giới thiệu cho mày thằng bạn tao. Dễ thương lắm, đạo mạo lắm. Mà em gặp anh này em hết hồn. Hết hồn là sao? Cái ghê có cái ảnh. Anh thấy Tuấn rõ ràng là đạo mạo mà. Bây giờ mới đạo mạo đó anh. Thì lúc đó là em đang ở cơ quan. Bạn của em mới điện thoại cho em, nói thôi bây giờ mày ra đây mày hát karaoke với tao. Cũng không có nói là giới thiệu. Nói em vô em cũng đâu có thích đâu. Em là em thích người con gái là phải giống như là trắng trẻo rồi tóc dài rồi mặt mày rồi phải đừng có trang điểm đậm như vô. Mà gặp bạn em là coi như là tóc thì tém nhưng mà da thì ngâm, mà trang điểm thì đậm nữa, mà bởi vì em vô em cũng không có thèm đến xỉa gì. À, tức nghĩa là ấn tượng ban đầu của cô này về chồng cứ nghĩa là thấy ghê, còn chồng ấn tượng về cô vợ ban đầu là thấy gớm. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự là quý nhau? Lúc sự đó, kiện nào, dạ, sự cố nào thì mà? Xin số điện thoại, nhắn tin nói chuyện, cái mới hẹn. Thì cái bữa đó là cái đám cưới của một cái người bạn ở cơ quan, thì em mới điện thoại nói anh có cái đám cưới vậy, thôi anh mời em đi chung với anh. Cô ấy cũng đồng ý. Chở đi thì thấy mấy người trong cơ quan khen nó ở bạn mày cũng dễ thương đồ này nọ. Thì lúc đó thì vô em thấy cũng thích thích. Nhưng mà mỗi lần mà bạn đi chơi là bạn đến nhà chở bạn này đi. Dạ. Rồi ba má bạn có đồng ý không? Dạ không chị, toàn đứng ngoài đầu hẻm chứ đâu được vô nhà. À, vậy hả? Dạ. Tại vì ba mẹ em cấm mà, đâu cho quen. Cấm hả? Chứ mà đã biết bạn này chưa mà cấm? Chưa. Tức là cấm cho quen với bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Và cấm cho đi chơi. Dạ đúng rồi. Rồi lén đi ra ngoài đầu hẻm. Rồi về có bị gì không? Dạ ăn đòn. Lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25. 25 tuổi rồi mà còn ăn đòn rồi. Nó thật sự là ăn đòn không đó? Ăn đòn. Ăn đòn hả? Bị quýnh bầm mặt luôn á. Trời ơi, khổ thiệt luôn hả? Ủa cào mặt hay sao không bầm? Không, mẹ em giận quá, mẹ em tán. Tuấn có biết rằng là mỗi khi mà cô này đi chơi với Tuấn về là bị đánh không? Dạ không, cái thời gian đầu em đâu có biết đâu. Cái sau này á, có lần đó hẹn ra cái đi uống cà phê thì thấy cái mặt bầm trên trán rồi bầm ở đây nữa. Thì lúc đó em mới hỏi, đâu có nói đâu, hôi bị té bị gì không à. Nó nói sao té gì kỳ vậy, té vậy sao bị vậy, nó cái mới kể ra. Không, là lúc đó đứt ruột đó đúng không? Dạ. Không. Em có một cái quyết định lúc đó là em buồn lắm, cảm thấy nó đây rất quyết định luôn. Thôi bây giờ em để anh qua anh gặp ba mẹ em. Thì để anh nói chuyện, anh xin ba mẹ em thôi cho anh với em quen với nhau. Mà qua thì mẹ bên bển cũng như cũng thôi cũng không nói tiếng nào hết á. Rồi xong. Sao tiếp đó có rồi, bị quýnh tiếp không? Rồi đi chơi tiếp nha. Không phải, chơi tiếp không có còn bị quýnh không? Đó còn bị đánh không? Vẫn còn mà ít sao chơi kỳ ta. Tại vì mẹ em không chịu. Tại vì lúc trước bạn em là học ở trường cao đẳng du lịch Hóc Môn á, là cái buổi lễ tốt nghiệp đó mới rủ em đi xuống dưới chơi, mà vô tình là gặp ba của bạn em. Thì lúc đó thì cũng có uống bia.
Quá trình nhậu nhẹt thì đám bạn của cô ấy là chỉnh hết luôn, không thì chỉ còn em với lại ba của cô ấy thôi. Là hai người cũng uống qua uống lại. Trong cái lần đó về là ba của cô ấy nói, mẹ cô ấy là nói thằng này là nó nhậu nhẹt dữ lắm. Nó nhậu dữ quá thôi. Không nói luôn mà. Không có cho. Thì sợ là sau này về cưới cho hay quen nhau là em đi nhậu hoài, em bỏ bê đồ này nọ. Rồi cuối cùng bây giờ cưới rồi thì chồng em có hay đi nhậu không? Còn nhậu hơn hồi xưa nữa. Chị là cái điều tiên liệu của ba mẹ là đúng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có bỏ em không? Dạ không chị. À, nhậu mà vẫn còn nhậu vẫn lo. Nhìn hai bạn chắc có lẽ là anh chồng là người quản lý tiền bạc trong gia đình đúng không? Dạ. Đúng. Chồng quản lý tiền gì, phát tiền tuần hay tiền ngày? Tùy chị, em muốn đòi lúc nào cũng phải đưa. Có nghĩa là ảnh giữ tiền nhưng mà lúc nào em đang kêu ảnh đưa là anh phải đưa. Không được thắc mắc. Không thắc mắc là. Không được thắc mắc là đưa nhiều, đưa ít này, đưa bao nhiêu. Ngày em lấy nhiêu tiền chờ? Khi nào em thấy ảnh có nhiều tiền thì em lấy mấy trăm. Ảnh quản lý tiền sao em biết em? Tại vì em lục tiền. Vậy là đây đâu phải quản lý, đây là giữ giùm thôi, đúng không? Nhưng mà Trân là cũng đi làm đúng không? Từ lúc kết hôn là em chỉ ở nhà thôi. Vậy thì cái thu nhập của chồng em là em biết? Biết qua lời khai của anh ấy hay là qua sổ sách mà của công ty? Chồng em không có nói, chị tự em kiểm tra. Trời ơi, chị biết có một cặp vợ chồng là giấu tiền trong ví nữa mà giống như sim điện thoại. Em thì không có xài ví, bóp thì em chỉ bỏ giấy tờ em để trong cốp xe thôi, còn đúng. Tiền thì em để riêng ở ngoài túi. Tối em đi làm về thay đồ xong em để tiền trên đầu bàn á. Qua ngày mai có khi em lục ra em kiểm tra lại thấy thiếu 200-300 gì đó hay 500 gì đó. Cái xe mà hỏi rồi em có lấy không, em lấy em làm cái gì nó lấy anh mua cái này em mua cái kia vậy thôi, nói mốt em lấy thì em nói anh đưa thôi, có gì đâu em lấy thì làm gì. Có nghĩa là ngủ giấc xong chuyện với mẹ thì mất tiền. Cái đó là tiền nhỏ không, tiền lớn có cái đâu. Gửi tiết kiệm chị. Gửi tiết kiệm. Những cái sổ đó em biết không? Chắc không biết. Mà sổ đó ai đúng? Bây giờ mới chắc không. À, cái sổ là chắc ông chồng đứng tên. Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà vợ của bạn cần lấy tiền mà rồi đôi khi là nó âm luôn cái số lương của bạn? Dạ không. Em là siêu tiết kiệm luôn á. Có một cái lâu lâu cái em cho bà xã em 1 triệu hoặc là 2 triệu đi mua đồ, dạ mà lâu lắm mà mấy tháng mới cho. Mà có tặng tiền cho vợ mình làm đẹp đi spa đi thẩm mỹ được không? Dạ cái đó thì cũng có nhưng mà phải đi chung với em thì cũng lãng mạn. Thấy em có thích gì không hay là anh thích em mình? Thích vậy chị nhưng mà ông này thì ông không thích vậy. Ông không thích lãng mạn. Chứ ông thích đi nhậu luôn đúng không? Dạ. Đi nhậu có bao giờ mà dẫn vợ theo không? Trời ơi dính liền với em luôn, đi đâu cũng rủ theo. Đi đâu cũng như Sam vậy đó hả? Dạ. Và ngoài ra thì em đi bất cứ đâu anh cũng phải đòi đi theo. Đòi đi theo? Dạ, đi ra đầu hẻm cũng phải đòi đi theo. Dạ, đi với bạn, đi với bè thì em muốn đi theo như vậy đó. Thứ nhất là em muốn coi bạn của vợ em như thế nào. Thứ hai là ví dụ trong quá trình đi như vậy á thì mình không biết có xảy ra cái chuyện gì hay không. Có em thì em cũng có thể em giải quyết được. Còn giờ không có em đi thì lỡ có chuyện gì mất công mình. Nói chung em lo, em không có thể nào cho vợ em đi được. Tức là nhưng mà lúc yêu thì đâu có cái nhu cầu đó đúng không? Dạ không. Thời gian quen tính đám cưới là có đâu khoảng 6 tháng à. 6 tháng. Dạ. Rồi về lấy nhau cái là tự nhiên có cái cảm xúc, nó giống như là một cái sự gì, một cái ghiền á đúng không? Ghiền vợ. Cũng chắc em nghĩ chắc cũng có thể. Biết bị ghiền. Nghiền vợ. Ôi. Thiếu không được. Chỉ có bao giờ mà vợ bạn đi đâu, bạn không đi theo được, bạn khó chịu. Khó chịu muốn biết vợ mình đâu. Trời ơi. Đó chứ anh. Bắt em xài iPhone. Bây giờ em mới biết là để ổng định vị em đang ở đâu. Cứ ổng đang ngồi học ở trên trường quân sự á, mà ổng điện thoại cho em hỏi đi lên Phú Nhuận làm gì chển vậy. Hết hồn mở điện thoại ra thấy đang định vị em. Rồi có tắt cái phần định vị đâu. Không được quyền tắt. Trân có cảm thấy thoải mái khi mà chuyện mà chồng em định vị không? Ban đầu thì em cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà tại vì cái đó là làm cho chồng em đi học á, hay là đang đi công tác á, ổng yên tâm, ổng tập trung, ổng làm việc. Tại vì em cũng đâu có đi đâu mà bậy bạ hay gì đâu. Lúc nào em cũng phải mở FaceTime lên cho ổng coi là em ngồi với ai ở đó. Còn vậy đó hả? 4 năm nay rồi mà vẫn giữ nguyên thói quen đó. Dạ. Cái đó là theo em đó là tính tốt hay là ghen hay là không tin tưởng hay là những... Nếu như mà ảnh hỏi em một cách vui vẻ thì em cũng vui vẻ chị. Còn mà lâu lâu ảnh hay hỏi em tại sao giờ này em ở đó, sao giờ này không ở nhà ngủ đi mà đi tới đó làm gì. Thì em hơi bực bội khó chịu. Tại nhiều khi cái nhu cầu của em muốn đi tới chỗ đó bất ngờ, em đâu thể nào em phải điện thoại báo trước. Dạ. Còn vợ em có định vị em giống vậy không? Dạ có. Cái này là em chỉ mới biết á. Tức là tự em trói buộc em vô vòng nó phải không? Chứ còn rồi bây giờ em có ghen em không? Chắc chắn là em phải đi nhiều hơn cũ rồi đó. Dạ không có ghen nhưng mà hay nói là anh có đi chơi với lại đứa nào không? Hoặc là ví dụ mà sau này anh mà có ví dụ mà có quen ai rồi á thì nhớ báo cho em biết trước để em chuẩn bị. Mà em bực lắm á. Thì vợ em hay cái suy nghĩ nhiều. Dụ đi lâu lâu thì em đi với khách thì cũng hơi về trễ, khoảng tầm có khi 11 giờ mấy mới về. Vợ em tưởng là đi chơi với lại con nào đó đến giờ này mới về.
mà mỗi lần như vậy là em lại bực mình. Nếu mà nhưng mà có quen một cô bé nào hay là có ngoại tình ở ngoài á thì đâu có thể nào mà anh lo lắng được cho em hay mấy đứa nhỏ. Ôi có nhiều người hay lắm á, lo đâu 4-5 người chứ đâu phải lo một người. Trời ơi, 4-5 người lo vẫn chu toàn như thường, việc nhà việc nước như tề da mà số 1 luôn đó. Mà sao mà vợ em tưởng tượng được điều đó hả? Em coi phim anh. Coi phim mà tưởng tượng gì hả? Dạ, khi ảnh ngồi kế bên em mà em coi phim có cái đoạn đó em thấy trong phim hay mà ở ngoài anh không có là em quay qua em sạc liền. Là coi phim Hàn Quốc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, coi nhập tâm lắm. Mà thường phim Hàn Quốc á, đôi khi á hai chồng cự cãi á, bà vợ tức quá xách ly bỏ về nhà. Em có không? Dạ có. Về nhà bên mẹ ở dạ, bao không, lâu? Không bước chân ra khỏi nhà được đâu anh. Thì em cản em đâu có cho đâu. Vậy hả? Ôm dạ. Dạ không ôm mà em đập đồ nó giờ đi đập. đi cái là đập này liền á. Cái đi. Em vòng tay vô tường rồi em đập vô cửa rồi này nọ luôn. Bây giờ còn không? Dạ còn anh. Còn luôn giờ càng lúc càng nặng. Rồi các bạn có biết là trong chương trình của mình á là sẽ có một chương trình bốc thăm trúng thưởng, không biết đâu chừng sẽ trúng được một cái tivi hoặc một cái máy giặt hoặc một cái tủ lạnh. Trời ơi chắc không cho ông này trúng. Cũng đập hết cái tivi rồi đó anh. Đập hết cái tivi. Cái laptop mà anh bẻ đôi lại gì nè. Bây giờ vẫn còn hả? Không, trước đây thôi, giờ hết rồi. Vậy hả? Thì lúc trước bực lắm, lấy dao về mà cứ một tuần mà đòi ly dị hoài mà cãi nhau mà toàn mấy cái chuyện nhỏ nhặt hay không mà nói mà phật lòng chút xíu rồi không chịu rồi đùng lên rồi lấy mở tủ rồi bỏ vô vali đem về. Em cũng giận em đâu có cho đâu nhưng mà nói thôi trời mới cưới nhau mà cứ đòi ly dị đòi về nhà hoài bực. Em mới đóng cửa luôn em không cho đi hoặc là cái hò cái em mới thôi lại em xin lỗi cái em năn nỉ đó mà một tuần em xin lỗi đúng 7 ngày luôn. Hỏi thiệt nha, trước giờ có đập em chưa? Dạ chưa bao giờ. Được. Chưa bao giờ quýnh. Cái đó là nghịch lý lắm em biết không? Hả mà đánh vợ là không bao giờ mấy kia bể chứ. Em hiểu không? Mà mấy kia bể là không bao giờ đánh vợ. Em vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu của chồng em. Xấu lắm luôn á. Xấu lắm đúng không? Dạ. Và cái chuyện mà giận một cái là đòi ly dị, đòi xách đồ về nhà mẹ. Dạ. Đó là tật xấu của em. Dạ. Ở ngoài ra còn gì nữa không? Hay bắt nạt em lắm. Ví dụ em hỏi này, em này vậy phải đâu vậy không? Xe qua. Em làm gì em hỏi hoài, anh hỏi hoài bực mình quá đi giờ đang có gì đó nạt em nạt thôi luôn à. Rồi sao em có nạt lại? Dạ không, em có nạt ở đâu cái em mềm em nói hết. Ngoài ra còn có tật xấu gì nữa không Tính? Thì còn có một cái nữa là có hơi một chút tham lam. Ví dụ nói anh ơi cho em tiền đi siêu thị nó đưa 300 không đủ rồi đưa thêm 200 đi 500. À đó là lấy chẳng thôi nếu mà. Dạ đúng rồi. Trời ơi kể ra là tụi em 4-5 rồi mà thấy còn yêu nhau dễ sợ luôn á, qua cách nói chuyện á. Nếu mà em mong muốn là duy nhất một điều muốn chồng thay đổi là cái anh bớt nóng tính đi chị. Còn em? Em chỉ muốn là về hay đi gặp về em cười cái hỏi rồi anh đi anh về anh làm anh có gì hay sao là em hết mệt liền à. Đúng. Dạ. Với lại đừng suy nghĩ nhiều quá, em suy nghĩ đơn giản thôi mà nhiều lúc suy nghĩ nhiều quá là đâm ra là mệt mỏi suy rồi diễn, đi lộn. Dạ đúng rồi. Vậy là cũng hữu tương đó em. Đúng không? Đúng rồi. Đừng suy diễn thì ông này bớt suy diễn thì sẽ không nóng. Yeah. Dạ. Bớt coi phim lại, ổng vừa về tới nhà là cười cái chào anh cái rồi bảo đảm hết nóng nhé. Dạ. Rồi xin cảm ơn em. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Ngồi đi con, ngồi đi. Dạ, con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi, con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Con có thể cadeau bán được không? Con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Vô. Vô bây giờ. Cái gì đây nè, cái gì vậy nè. Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok. Wow. Hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này như có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe. Tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm, mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi để cho đêm nay hai ta ngất ngây. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay quá. Rồi bây giờ tới con này. Dạ, con tên là Hải Yến, năm nay con 19 tuổi. Công việc con làm gì? Dạ, con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ
kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá, cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng. Dạ, hát. Hôm nay mụ hay quá, mụ dạ đợt đó là anh ở Hải Phòng xong rồi làm show ở trong Sài Gòn, thì con lại không biết anh này, không biết nhóm anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời làm khách mời nên là đi theo, gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Về sau mới nói chuyện tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy, thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi. Thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook, cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook. Thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ nhiên là anh mới nuôi con rồi. Tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn anh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu lôi trôi quá chị. Con già dữ à, con già dữ. Lúc đó con 18 tuổi rồi sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành nha. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi trôi, nhìn kiểu nó hơi kẻ tính một chút xíu á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy thì ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ. Chứ không phải là con đang tán Yến. Thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con biết là ổng là làm mai con cho cái người em đó không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe rap qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về mà nhờ em của anh chở về, là con kêu gì kỳ quá. Này bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới? Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con, cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Bác sĩ bảo cưới vậy. Dạ. Cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không? Rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh nữa. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo à, thế có bầu thì cưới thôi, chứ giờ không còn cách nào khác cả. Thì con mới gọi điện về cho bố mẹ. Thì bố mẹ con cũng dễ tính, thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong rồi bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả bố của Yến. Nhỏ quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa. Ông anh họ con ở trong làm trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi, thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá. Xong rồi ngồi một lúc thì em bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ được hơn một tuổi á. Hơn một tuổi rồi nha. Rồi sau khi cưới như vậy á, có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh, con bị lao phổi.
Trời, bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Là thì cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết. Cưới xong tiền, cưới tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú con, chú là em của bố con. Chú con làm đông y chữa thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Là bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố, kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bây giờ phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi. Thì từ lúc đấy là con cũng nhưng khỏe. Mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? À, phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn nó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc. Dạ. Dạ. Con bán hết luôn đúng không? Không, như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được đêm á, rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì, thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư. Hơn, nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi. Nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được, xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ, lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi, mà nó còn quá nhỏ. Không, nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất tháng, là 3 tháng gì. Nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn. Dạ. Đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá. Rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình thì sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về chữa bệnh ở nhà nữa. Thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn. Nhưng mà con ra ngoài là con đi về. Con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến. Tại vì con biết mới lấy xong mà. Thì ở nhà vợ cũng buồn. Thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy. Xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ bảo con đi về con ăn. Xong rồi về nhà ngủ đến sáng hôm sau dậy sớm. 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng. Thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó em sợ, lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng có chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng. Vô luôn, vô xong đâu, Sài Gòn. Người đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến đó. Khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào. Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ hỗ trợ làm trả dần.
Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con chưa vẫn thuê? Dạ. Bộ con vẫn đang bình thuê. Thường dạ. Chuyện thuê nhà là bình thường. Tụi con còn quá nhỏ mà dạ. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nữa. Mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường. Cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con. Là dạ. Có ai phụ con trong em bé không? À, dạ không ạ. Dạ tự con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Dạ. Mẹ đang trong ạ. À, mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á. Nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được một tháng thì mẹ con lại đi về. Tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Dạ. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch quá bận gì? Trời ơi. Dịch quá đâu có thu thiết gì đâu mà bận. Thì dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là con bé này cũng giỏi nè. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ nha. Con lười lắm. Bây giờ anh làm hết á. Thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi nha. Đó. Để cho cái không khí mình nó sâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó drama quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa, đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát, thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm tiền. Con, kiếm tiền, coi như đã làm có nhiêu đó à? Liệu có nhiêu đó? Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần này là phần khui tật xấu. Đó, bây giờ là cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Thì cái lười con đi về con chưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Con của con cũng dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười. Con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy. Nhưng mà con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á, cáu bẩn á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mãi chơi game. Phải chơi game đó. Nít nó phải chơi game thôi. Nhiều khi kiểu trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai của game ấy thì kiểu cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng nó quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Quên tốt. Có gì nữa không? Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông nữa không? Vợ con chúa ghen luôn. Chị Vân nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like comment ai hay là nếu mà hết. Các bạn xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Và cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào show được. Thì cái hiệu quả của cái show đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì
hai cái đấy, đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi sâu xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu, nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi sâu nữa. Đấy rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiêu tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền chuyển hết ở tài khoản đấy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Có nhõng nhẽo không? Tốt mà. À, tật xấu cũng hay nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải tật xấu lắm. Đáng yêu, đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Ghê gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy thế. Cái lúc mà hiền, bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Còn chắc không có gì kể với anh. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm. Chứ mà mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết, chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Này nên là kiểu gặp được anh nên là cưới anh nên là con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Mà vậy là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng là chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày, rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng nãy chồng có tự thú đó. Tính chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên gì đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Rồi tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước. Rồi cửa thì để đó, anh nó về anh nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Có nghĩa là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có... Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là... Khuya quá đúng không? Dạ, khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng, giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Đó. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nói nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ á, cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Dạ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn á, là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. À, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ. Đúng không? Rồi. Còn vợ của con thì lại là quá nhỏ. Tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn. Đó. Thành ra là trong khi đó tụi con lại sống gọi là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả. Tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á, thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái
phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi với gấp ba người ta, thì tụi con mới có thể là giống như làm đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á, là như vậy. Có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Yeah. Nhưng bây giờ vì đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á, 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Đó thì con nghe lời chồng đi, có nghĩa bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con đã bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Dạ. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi. Đúng không? Dạ. Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế. Lúc đó là bù lại hết. Con có hiểu ý cô không? Dạ. Phải cố gắng. Chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được. Đúng không? Đúng rồi. Chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đúng rồi. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ... Con cố gắng đi, con cố gắng đi. Con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Dạ. Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con. Chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nứt mắt ra một cái là vừa lãnh hai cái trách nhiệm quá lớn. Vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha. Cố gắng đi. Chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi. Kiểu mà tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm. Con hiểu không? Chồng con cũng vậy. Chứ 27 đâu có phải là lớn đâu con. Dạ. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được, tại vì nó không thể nào không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Dạ. Vì nó rapper nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Dạ. Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con. Đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không? Con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà... Cưới với chồng đi. Chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong là trải qua một cái cơn bệnh như vậy. Và bây giờ đang phục hồi và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe, vừa phục hồi về tinh thần. Đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp sức ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa nè. Sao? Sao hứa trên sóng truyền hình không phải được đâu. Lời nói, bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì nên anh vì con nhiều hơn. Đúng rồi. Hai đứa đứng lên nói chuyện đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, cái gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đứng đi con. Đứng lên. Anh đứng con nè. Mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Chẳng thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Cật thật là cật. Nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con nói đi. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình luôn chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời ơi, quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc. Giờ mình tới liền cái phần kia đi em. Tới luôn cái phần như là bút thăm trúng thưởng luôn. Đúng rồi, vô luôn. Thăm trúng thưởng.